何？Yeah, boy. Nice. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hư đúng không? Thôi, em thích là được. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thank you.
Hi, I'm Smokey Cold Bear. Gone in, because for 75 years, Smokey only said, only you can prevent wildfires. Meanwhile, the song was wrong. We did start the fire. Go to smokeybear.com to learn more about wildfire prevention. Yeah, boy!